thiền trong khi nói chuyện hay nói với bất cứ ai. Trang 119. Tôi thường khuyên mọi người là khi nói, mình lắng nghe được giọng nói của chính mình và mình biết được mình đang nói với mục đích gì. Tôi hay nhấn mạnh vào hai điều. Xin nhắc lại: lắng nghe giọng nói của chính mình và biết rõ mình đang nói với một ai đó với mục đích gì. Các cảm xúc tham hay sân đang xuất hiện thì nó sẽ biến đổi cái giọng nói của mình theo cái nguồn cảm xúc bởi tâm tham. Cái giọng nói nó hối hả, nói liến thoáng, nói lấy được. Những trường hợp như vậy, do ăn thừa đạm, thừa nhiều thực phẩm có nhiều dương tính hoặc âm tính, không cân bằng, không nhai đếm, cho nên tôi gọi là tăng động miệng. Đó là lý do vì sao các bà, các cô bị người ta nói rằng ba người đàn bà với ba con vịt thành cái chợ. Ăn quá nhiều cộng thêm cảm xúc quá mạnh là ham nói. Cách trị liệu: chuyển sang nhai đếm, nhai thật kỹ những cái gì mà mình thích nhất, rồi xem kết quả nó có đúng như là mình nghĩ không, rồi tự mình làm thầy thuốc cho chính mình.